không ảnh hưởng đâu cái này. Ok, rồi, chào em. Quý vị vừa thấy là ba anh em chúng tôi mặc ba bộ đồ là giống như trái cây trên đường phố. Anh em chúng tôi đang làm phim Chùm Nổ. Phim Chùm Nổ, đạo diễn Khương Dừa, Bảo Dung, Bánh Dây Trùm, có thằng cháu ngoại tên Nổ là Trùm Nổ. Khương Dừa đóng vai cháu của Bảo Dung. Cái này đóng được rồi, bậy rồi. Cái này đóng được rồi, bậy lắm rồi. Tụng gì, tụng kinh gì đó. Quý vị đang quay cảnh tập duyệt cái intro cho phim. Ủa trong đây có cái hội gì không? Không phải cái này. Vô. Hả? Chị ơi, chị bấm giùm em xíu được không? Xin mấy phút được không chị ơi? 2 phút à? Quay mấy phút rồi. Tại nó giúp âm thanh nó bảo quyền á. Dạ, cảm ơn chị. Em cảm ơn chị ạ. Dạ, cảm ơn chị nha. Quay chú ơi. Rồi, chuẩn bị ngọt ngào nha. Rồi, ngọt ngào, một phát ăn ngay này. Chú, chạy cây một, nha. Nó có bừng trái cây, nó vui đó chú. Trái cây trên đường phố. Quý vị thấy anh em chúng tôi mặc ba bộ đồ này thì giống như là vườn trái cây. Vườn trái cây đi trên đường phố. Đây là chứ anh em chúng tôi đang quay bộ phim Trùm Nổ. Đạo diễn Khương Dừa. Tôi đóng vai Trùm. Rồi còn cháu ngoại tên Nổ là Khương Dừa. Phim chuẩn bị sẽ ra mắt quý vị trong thời gian gần đây. Quý vị nhớ đăng ký ủng hộ trên kênh Khương Dừa và cũng không quên ủng hộ danh hài Bảo Chung nha. Chung Nổ. Mọi người ghe nha, thấy em ghe nha. Nhưng mà tới anh lại ghe xuống đi. Chú nó cứ cười cái là mình nói luôn đây. Nếu không biết rồi he luôn nha. Vừa quá dễ giờ làm lại chưa Chùm Nổ thôi. Không làm lại từ đâu. Mò cái được á. Giữ cái chỗ này. Để cái chuồng làm cái chuồng xích để cho lấy không bắt đầu mình không cười chứ mình vô luôn cho nó nhịp đúng rồi mới có nhịp cho chú cười à, bắt đầu là chú Trùm Nổ bắt đầu mình cười đúng rồi mình cười chú Trùm nhịp quên để lắc qua lại dạ vâng dạ để cho nó có hơi thằng nhỏ thì mình chích mình luôn rồi. Quý vị thấy đem chúng tôi mặc ba bộ đồ là giường trái cây trên đường phố đang làm phim Trùm Nổ. Phim Trùm Nổ là của Khương Dừa sản xuất và đạo diễn Khương Dừa. Bảo Chung đóng vai Trùm, có anh cháu ngoại tên Nổ. Quý vị đâu biết ai rồi đó, Khương Dừa. Nhưng mà Khương Dừa có nổ mà ông Trùm Nổ không à. Phim này rất là dễ thương, sắp ra mắt quý vị nay mai trên kênh YouTube. Mong rằng quý vị ủng hộ cho Khương Dừa, kênh Khương Dừa, và nhớ đăng ký kênh Bảo Chung luôn nha, danh hài Bảo Chung đó. Chung Nổ. Quá xuất sắc chú. Quý vị ơi, đây là một đoạn ngắn quay cùng với chú Bảo Chung để chú làm cái intro mở đầu. Quý vị người ta rất là dễ thương, thanh chương nói chung là cũng có phúc lắm mình đóng với chú. Bây giờ thanh chương đang đến với bối cảnh trong nhà của anh Dương với nhà anh Khương không? Ở ngoài thì hàng cây nó xanh mướt, với lại hoa vàng. Anh đứng nhiều đó là tàn hình luôn á. Không thấy cái gì luôn hả? Không thấy gì luôn. Nói chung là thanh chương đang mặc bộ quần áo chuối trái cây và sau vô đây là coi như là ngụy trang luôn á. Ngụy trang luôn đúng không? Đúng rồi. Đồ thanh trương thì là giang hồ vui cho nên chỉ còn trái cây với lại đồ lung ta lung tung à. Mình đeo vàng quá trời anh. À
nói chung là đi làm xã hội điên, nói chung cũng tích góp tiết kiệm bó heo cho nên là cũng được dư vài chú vàng. Bối cảnh đẹp lắm quý khán giả. Thôi bây giờ thanh chương xin phép đi đóng phim đây. Cũng cố gắng dáng quay cho quý vị khán giả khi xem những cái giây phút vui chơi giải trí cũng mấy anh em. Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha mọi người. Đây là cánh giật đường. Ngày hôm nay chạy cả ngày, mệt chưa? Bây giờ chạy gần quá. Sao tìm sao tìm? Xa tìm mình chạy diễn thôi. Được quý vị nhà tôi ôm. Mệt, ngày hôm nay là chạy nhiều lắm. À, bây giờ là cảnh này cũng hơi cực, là anh Khương với chú Bá Trưng chạy băng qua đường để kiếm được cái bối cảnh đẹp này. À, chạy nào, từ từ chạy đi, chạy đi. Quý vị ơi, nãy giờ là em la liệt, nãy giờ là đúng giờ là la liệt rồi, chạy đi những cuộc giật đuổi trong phim gây cấn đây. Đây là đây quý vị nhá, là đây. Ê, hello mọi người. Chạy la làng la số mệt quá. Hai anh em đúng đóng vai này là la liệt liệt la luôn. Chạy phá làng phá xóm rồi. Đó. Chạy là từ chiều giờ là cảnh chuyên đi giật đuổi rồi băng qua đường rồi lội đèo lội suối đi tìm anh Khương. Đây quý vị nhá. Đây Thanh Trương sẽ quay. Đây, hai người đẹp đây. Đây. Đây là Ngọc Túp Bolero. Còn đây là chị Mai. Mai Mai mốt gì đó. Ban Mai. À chị Ban Mai à. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ ngàn nàng. Ướp trà hương đại ơi. Chết, dịch thoại. Mai. Nhỏ Mai lúc nào cũng nhỏ không nữa. 5 năm nữa thằng Hà Bắc Tương Thanh. Này được cậu Tư chở xứng với trời, đùa thôi. Đây này quý vị khán giả. Đây Thanh Trương sẽ hỏi là chị Mai. Dạ. Quý vị khán giả nói là hỏi là có cái chị hay đi với anh Khương mà nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương á, mà sao chị Mai không làm kênh đi chị Mai? Tại vì cho quý vị khán giả của kênh Thanh Trương thì Mai cũng ngại lắm, với lại là không có quen trước ôm kính trước giờ là mình toàn là sau hội trường không à. Thể nói gì, sợ nói những cái gì mình vô duyên á. Em cũng nói toàn điều vô duyên á, nhưng mà em biết tiết chế lại rồi. À, với lại cũng bận á, không có thời gian. À. Đó là chị Mai là phụ anh Khương làm, phụ trách nhiều nội dung lắm quý vị nhá, học để đôi đời này đó, rồi là biên tập kênh Khương Dừa, rồi là một số những cái tiểu phẩm ví dụ như parody hai mùa mưa thì chị cũng làm này quý vị nhá. Nói chung là chị dễ thương lắm. Ôi cậu Tư, em lên lên cậu Tư. Là hôm qua là về muộn à? Hôm qua hôm kia về muộn không cậu Tư? Đúng rồi, hôm qua hồi tối này là về tới nhà là gần 1 giờ sáng. Thì anh Khương họp với bên sản xuất rồi cũng tới 3 rưỡi mới ngủ. Thành ra hồi sáng này mọi người cũng tập trung hơi trễ. Làm phim cực cậu Tư. Đúng rồi, cực chứ trời. Nhưng mà vui. Ví dụ mình đi được một phim rồi á, mình muốn đi phim nữa. Đi phim nữa. À. Mặc dù mình biết là cực rồi đó, mệt chứ. Thức đêm, thức hôm, đi rồi này kia, nhưng mà vui lắm. Em mong quý vị khán giả thấy được cái nỗi cực của anh em ekip rồi bắt đầu ủng hộ cho bộ phim. Phim Chùm Nổ. Chùm Nổ. Bây giờ lại tiếp tục đi lùa chùm nó này. Lùa đi giật đuổi mà lùa như lùa gà luôn, lùa vịt. Cái bát bữa nào
À, quý vị khán giả, này mặt thành trưng béo tròn mập cả, đúng là ăn uống điều độ cái nó mập ra. À, xin chào và hẹn lại mọi người trong những clip tiếp theo, mong mọi người ủng hộ Thanh Trương. Bây giờ Thanh Trương phải đi ra chạy thể dục nữa đây.